Từ nơi Pháp vô sanh, phát sanh lời nói vô sanh. Pháp và lời này đều là nghĩa vô sanh, nhưng vì tùy thuận thế tục nên nói tướng vô sanh. Xá lợi tử khen thiện hiện. Trong những vị thuyết Pháp, Ngài là người đứng đầu, trừ Phật Thế Tôn ra, không ai có thể bằng Ngài. Vì sao? Vì tùy theo sự gạn hỏi về vô số Pháp môn, Ngài đều có thể trả lời được cả. Thiện hiện nói, đệ tử của chư phật không lệ thuộc dính mắc vào tất cả pháp vì lẽ đó nên đều có thể tùy theo sự gạn hỏi mà mỗi mỗi tự tại đáp lại không sợ vì sao vì tất cả pháp không có sự lệ thuộc vậy khi ấy xá lợi tử bảo phật